Xin chào, mình đã nghe rất nhiều người thắc mắc một điều, đặc biệt là nghe từ những người có đam mê với sự may mắn, những người luôn trung thành với việc làm ngược lại câu nói, có làm thì mới có ăn. Và cái điều mà họ thắc mắc chính là lô đề và xổ số tương tự nhau. Thế thì tại sao lại cấm lô đề trong khi nhà nước vẫn tổ chức cho người dân chơi xổ số? Thế có phải là dùng quyền lực để chèn ép đối phương hay không? Thì mình thấy đây là câu hỏi rất thú vị, thế nên đã tìm hiểu và trong video này mình sẽ giải thích với các bạn. Nhưng mà lưu ý là mình không phải đại diện của nhà nước mà phát ngôn đâu các bạn nhé. Đây chỉ là những gì cá nhân mình tìm hiểu được, nó chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thực ra thì thắc mắc tại sao cấm lô đề mà tổ chức xổ số thì cũng khá có lý. Bởi vì lô đề chẳng khác gì xổ số cả. Nó có cách tính trúng thưởng giống nhau, luật chơi giống nhau, có chăng là khác nhau đôi chút về mức tiền thưởng. Và xổ số thì có nhiều loại giải hơn lô đề, chỉ vậy thôi. Thế nhưng đó chỉ là bên ngoài. Còn nếu suy nghĩ và nhìn sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy xổ số có những điều khác biệt hẳn. Và từ những điều này, chúng ta sẽ hiểu tại sao lô đề lại bị cấm, còn xổ số thì không. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với chức năng của xổ số. Thì dễ hiểu, xổ số có chức năng là tạo ra một sân chơi lành mạnh, đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp nữa, nó là công cụ huy động tiền cho nhân dân để bổ sung vào ngân sách với mục đích là xây dựng các công trình phúc lợi như điện đường trường trạm. Thế thì từ đây chúng ta sẽ thấy cái lý do đầu tiên mà lô đề bị cấm, đó là việc tổ chức chơi cái này không mang lại lợi ích cho nhà nước. Nó chỉ là cuộc chơi tự phát giữa những người tham gia. Người này được thì người kia mất. Thế nhưng xổ số thì khác. Khi bạn chơi, một phần tiền từ việc bán vé số sẽ được chuyển thành tiền trao thưởng. Tùy từng loại xổ số khác nhau mà mức trích lại để làm giải thưởng khác nhau thường sẽ rơi vào khoảng từ 50-60%. Thế phần còn lại sẽ đi đâu? Thì một phần sẽ dùng để trả lương cho công nhân viên công ty xổ số, còn đâu sẽ nộp vào ngân sách để thực hiện các công trình phúc lợi. Nhìn chung thì như thế này, khi bạn chơi xổ số, nếu bạn thắng thì bạn được tiền, nếu bạn thua thì tiền đó được biến thành đóng góp chung cho ngân sách, xem như bạn đóng quỹ quốc gia, sau này các công trình phúc lợi chính bạn và con bạn được hưởng. Và cũng vì lý do này mà tất cả các loại hình xổ số ở nước ta đều do chính phủ quản lý, chứ không có bất kỳ một doanh nghiệp tư nhân nào được phép đứng ra kinh doanh loại hình này. Vậy nên đương nhiên các ông nhà cái ôm lê ôm đề là làm ngược lại với nguyên tắc và bị cấm là điều hoàn toàn đương nhiên. Thứ hai là xổ số được tổ chức sẽ giúp hạn chế người dân chơi cái trò chơi may rủi này. Nghe có vẻ rất lạ đúng không? Đã tổ chức chơi mà còn muốn hạn chế. Thì thực ra nó là như thế này. Nếu để ý bạn sẽ thấy giải thưởng từ xổ số nó thấp hơn lô đề tự phát ngoài xã hội. Ví dụ ở ngoài một điểm đề ăn được 80.000 thì một điểm xổ số nhà nước chỉ ăn được 60.000 thôi. Chính vì giải thưởng thấp, người ta sẽ chọn chơi lô đề chứ không chơi xổ số. Nhưng nếu lô đề bị cấm hoàn toàn thì sẽ có một bộ phận chuyển sang chơi xổ số nhà nước, nhưng một phần khác thì sẽ không chơi. Như vậy là đã hạn chế được việc người dân chơi trò này tập trung vào làm ăn. Thứ ba là xổ số mang đến một sân chơi công bằng, đảm bảo an toàn cho người chơi. Công bằng và an toàn chỗ nào? Thì các bạn hãy nghĩ thế này. Nếu một người nào đó chơi lô đề mà trúng giải thưởng lớn thì chuyện nhà cái bỏ trốn và không trả tiền là hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi đó thì người chơi sẽ bị thiệt hại. Nhưng nếu chơi xổ số nhà nước thì dù có trúng bao nhiêu, nhà nước cũng sẽ chi trả tiền cho bạn. Thế nên chẳng bao giờ phải lo chuyện nhà cái chạy trốn. Và quyền lợi của người chơi luôn được đảm bảo an toàn. Chưa kể vì chơi lô đề sẽ xảy ra nhiều tệ nạn xã hội. Nhiều người thua lỗ bán nhà bán đất, thậm chí mâu thuẫn dẫn đến đánh chém nhau, gây mất an ninh trật tự. Và những trường hợp như thế này thì quá nhiều, thế nên cần phải cấm. Thứ tư, đó là tạo ra sự cân đối trong xã hội. Bởi vì nó chứa đựng hai yếu tố. Thứ nhất là tạo ra công việc cho người nghèo, những người già, người khuyết tật, những trẻ em mồ côi. Đây là những người có sức lao động thấp, ít có công việc phù hợp với họ. Nhưng may mắn là bán vé số là việc họ có thể làm được. Và chính những người này thì bán được nhiều vé số hơn những người bình thường. Thứ hai, đó là người dư giả thì thường mua vé số. Đương nhiên cái này cũng không đúng tuyệt đối. Nhưng có nhiều người giàu mua để ủng hộ người bán, có nhiều người thu nhập bình thường mua để thử may mắn. Nhưng đặc biệt là rất ít người vay nợ sắp bán nhà mà lại đi mua xổ số. Tuy nhiên nếu nhìn ngược lại chúng ta sẽ thấy chơi lô đề thì phần nhiều là nợ nần vay nặng lãi. Nhưng thú vị là càng nợ thì họ lại càng chơi. Cho nên xổ số mang đến sự cân đối, chuyển một phần tiền từ người dư giả sang người nghèo khó. Và đó chính là cái ưu việt của xổ số, chủ yếu ở trong miền Nam. Như vậy chúng ta có thể thấy bốn lợi ích của xổ số, đó là tạo việc làm cho người nghèo khó, đảm bảo quyền lợi cho người chơi, hạn chế việc chơi quá đà và cuối cùng là tạo ra phúc lợi xã hội. Và lô đề thì bị cấm vì những lý do ngược lại.
Các bạn có đồng ý với những quan điểm này hay không? Cùng bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.